kéo diều nó vô đi. Cá này thương tích tập lum hết trơn vậy ta. Rồi lấy tay quấn nó luôn đi. Quá dữ quá dữ quá dữ. Đó vậy đó. Trời ơi trời má ơi. Trời ơi cái đầu nó bị cái gì vậy? Ốc nó. Má ơi con này là thương tích. Thương tích đầy mình luôn á. Trời ơi trời. Con cá này trời ơi trên đầu nó bị cái gì luôn à? Cái mập tép. Vậy mà nó còn sống. Cái này. Lấy không? Dục nó nè. Má tội nghiệp. Trời ơi trời. Con này phải sáng nha. Khủng khiếp thì cái lưỡi có chút xíu mà dính. Bỏ xuống rồi, bỏ xuống rồi, kẹp cái tay anh. Bỏ đi nè. Chúc mừng anh nha.